thuốc quý trong vườn chia sẻ với bạn 13 công dụng tuyệt vời của vỏ chanh và cách sử dụng có thể bạn chưa biết. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng thuốc quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Công dụng thứ nhất là trung hòa các gốc tự do. Gốc tự do được biết đến là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng lão hóa và nhiều loại bệnh ung thư. Chúng làm tổn thương đến màng tế bào và gây ra phản ứng mạnh với các phân tử protein, các loại axit béo và DNA, dẫn đến sự biến đổi của tế bào, gây tổn hại, rối loạn và thậm chí làm chết. Nhờ chứa nhiều hàm lượng vitamin C, nên vỏ chanh được xem là thực phẩm có khả năng trung hòa các gốc tự do cũng như ngăn chặn được những vấn đề liên quan đến lão hóa và ung thư. Công dụng thứ hai là hỗ trợ xương chắc khỏe. Vỏ chanh cũng chứa nhiều canxi bên cạnh vitamin C, nên việc tiêu thụ vỏ chanh cũng được chứng minh rằng có lợi trong việc hỗ trợ xương chắc khỏe và ngăn ngừa các rối loạn về xương như bệnh loãng xương, viêm đa khớp, viêm khớp dạng thấp hay viêm xương khớp. Công dụng thứ ba là phòng chống ung thư. Trong vỏ chanh còn chứa hợp chất sanvestrol Q40 và limonene. Chúng có tác dụng chống lại các tế bào ung thư. Ngoài ra, một hoạt chất khác tên là flavonoid còn mang lại hiệu quả khi làm chậm quá trình sự phân chia của tế bào ung thư, nhất là ung thư da, ung thư vú và ung thư ruột kết. Theo kết quả của một nghiên cứu cho hay, việc tiêu thụ trà nóng có chứa thành phần vỏ chanh sẽ có tác dụng ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư. Công dụng thứ tư là cải thiện lớp da khuỷu tay bị khô. Nhiều người hay gặp phải tình trạng lớp da ở khuỷu tay bị khô. Vì thế, chỉ cần đặt khuỷu tay vào nửa quả chanh và xoay nhẹ khoảng 10 phút là sẽ cải thiện tình trạng này. Công dụng thứ năm là duy trì cân nặng lý tưởng. Vỏ chanh có chứa chất xơ hòa tan gọi là pectin, có khả năng liên kết với cholesterol trong đường tiêu hóa và làm chậm đi sự hấp thụ của gluco. Là chất kết tinh không màu, có vị ngọt nhưng không ngọt bằng đường mía và dễ tan trong nước. Công dụng thứ sáu là làm giảm nồng độ cholesterol. Nhiều hợp chất trong vỏ chanh có khả năng làm giảm nồng độ cholesterol có trong máu. Chẳng hạn, chất pectin sẽ làm giảm khả năng hấp thụ cholesterol từ bộ phận mật hoặc từ thực phẩm. Polyphenol flavonoid làm giảm hàm lượng cholesterol LDL, cholesterol xấu, trong cơ thể. Chất kali hỗ trợ trong việc duy trì huyết áp, vitamin C và vitamin P, ngăn chặn và giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh liên quan đến tim mạch như huyết áp cao, bệnh tim, bệnh tiểu đường. Công dụng thứ bảy là giúp răng miệng chắc khỏe. Nếu bạn thiếu hụt vitamin C thường dẫn đến việc chảy máu nướu răng, viêm nướu hoặc bệnh scurvy. Vì vỏ chanh chứa nhiều vitamin C nên được xem là loại thực phẩm giúp răng miệng chắc khỏe cũng như giảm thiểu các bệnh liên quan đến răng miệng. Thậm chí nhờ tính kháng khuẩn mạnh của vỏ chanh nên có thể làm giảm tình trạng nhiễm trùng nước do vi khuẩn Streptococcus mutans gây ra. Lưu ý khi sử dụng vỏ chanh: sau khi uống vỏ chanh khoảng 2 tiếng mà cảm thấy nhức đầu hoặc khó đi tiểu thì bạn nên ngưng ngay việc sử dụng. Nên pha nước vỏ chanh ấm, tránh quá nóng hoặc quá lạnh vì dễ làm ảnh hưởng đến các enzyme có lợi trong vỏ chanh. Tránh uống nước vỏ chanh khi đang đói và chỉ nên uống sau khi ăn khoảng 30 phút để giúp thức ăn được tiêu hóa tốt hơn. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng thuốc quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Cách sử dụng vỏ chanh. Vỏ chanh thường hay bị vứt bỏ sau khi được lấy nước cốt chanh. Tuy nhiên, nếu bạn chịu khó một chút thì hãy tận dụng vỏ chanh với nhiều công dụng sau. Vỏ chanh làm giấm. Vỏ chanh cũng trở thành một nguyên liệu phổ biến dùng để làm giấm. Bạn có thể dùng giấm vỏ chanh để loại bỏ các vết bẩn bám trên các vật dụng nhà bếp như lò vi sóng, lò nướng, bếp nấu, kệ bếp,
rồi lau lại bằng nước sạch. Cách làm giấm vỏ chanh: rửa sạch vỏ chanh và để ráo. Cho vỏ chanh vào hũ thủy tinh rồi đổ ngập giấm nuôi vào trong. Đậy nắp kín. Đặt hũ giấm vỏ chanh ở nơi thoáng mát khoảng 2 tuần rồi lấy ra để loại bỏ hết phần vỏ chanh trước. Khi dùng, vỏ chanh làm gia vị món ăn. Thông thường, vỏ chanh được phơi khô và bảo quản trong hộp kín trước khi thêm vào món ăn để làm tăng hương vị. Thơm ngon. Cách làm gia vị vỏ chanh: rửa sạch vỏ chanh, để nguyên miếng lớn, thái lát mỏng hoặc thái sợi, rồi phơi khô. Đủ khô chứ không phải héo hẳn. Ngoài ra, bạn có thể xay vỏ chanh sau khi phơi để làm thành bột vỏ chanh, đem bảo quản trong hộp kín và đặt trong ngăn mát tủ lạnh trước khi dùng. Vỏ chanh làm món ăn vặt. Dùng làm món ăn vặt, vỏ chanh thường được làm dạng mứt khô hoặc mứt dẻo giống như vỏ bưởi, vỏ cam vậy. Món ăn này giúp ngăn ngừa ho, cảm lạnh và kích thích việc ăn uống được ngon miệng hơn. Hoặc được sử dụng khi làm nhân bánh ngọt. Vỏ chanh giúp tẩy tế bào chết và làm trắng sáng da. Vì chứa nhiều tinh chất nên vỏ chanh được tận dụng trong việc làm đẹp như tẩy tế bào chết và làm trắng sáng da. Cách dùng vỏ chanh để tẩy tế bào chết: trộn đều 50g đường với dầu ô liu và vỏ chanh nghiền. Rửa sạch vùng da cần tẩy tế bào chết, rồi thoa đều hỗn hợp này lên khoảng 20 phút. Sau đó, rửa lại với nước sạch. Bạn sẽ thấy làn da trở nên mềm và sáng hơn. Vỏ chanh đuổi côn trùng. Bạn có thể đặt vỏ chanh ở góc bếp hoặc những nơi côn trùng như kiến thường xuyên xuất hiện, vì tinh dầu có trong vỏ chanh sẽ khiến chúng không còn muốn quanh quẩn ở những khu vực đó nữa. Vỏ chanh làm sạch lò vi sóng. Nhờ lượng axit tiết ra từ vỏ chanh, nên khi bạn sử dụng giấm vỏ chanh hay chỉ đơn giản ngâm vỏ chanh trong nước ấm để tinh chất được tan ra, rồi dùng dung dịch này để lau chùi lò vi sóng. Ngoài ra, bạn có thể đặt vỏ chanh vào trong một bát nước, rồi đem đặt trong lò vi sóng điều chỉnh ở nhiệt độ cao khoảng 5 phút để axit trong vỏ chanh bốc hơi và làm bong các vết bẩn cứng đầu bám bên trong lò. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích, giúp mọi người sống khỏe và bình an. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích, giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích, giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích, giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích, giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích, giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Quảng cáo sẽ xuất hiện sau 3 giây. Giới thiệu tới bạn ứng dụng kiểm tra tình trạng sức khỏe, dự đoán ngày sinh, dự đoán giới tính của con, và nhiều tính năng hữu ích khác trên điện thoại di động và máy tính bảng. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Ứng dụng gồm các tính năng sau: tính năng đo chỉ số sức khỏe BMI hay Body Mass Index. BMI chính là chỉ số cơ thể được các bác sĩ và các chuyên gia sức khỏe sử dụng để xác định tình trạng cơ thể của một người nào đó có bị béo phì, thừa cân hay quá gầy hay không. Thông thường, người ta dùng để tính toán mức độ béo phì. Ứng dụng này thay cho các loại cân y tế điện tử. Bạn chỉ cần nhập vào chiều cao và cân nặng của bạn, ứng dụng sẽ tính toán và khuyến cáo tình trạng sức khỏe của bạn. Thank you.
Tính năng đo chỉ số WSA hay tỷ số bụng và mông là tỷ số giữa vòng bụng hoặc eo và vòng mông của bạn. Dùng phương pháp này, có thể biết được mỡ của bạn chủ yếu tập trung ở bụng hay ở mông. Cách làm là dùng thước vải bao quanh thắt lưng qua rốn để đo được vòng bụng. Bao quanh mông ở nơi to nhất để đo vòng mông. Sau đó bạn nhập thông tin vào ứng dụng. Nếu chỉ số WSA của người đàn ông lớn hơn 1,0 và chỉ số WSA của người phụ nữ lớn hơn 0,8, có nghĩa là nguy cơ mắc bệnh của người ấy tăng. Tính năng dự đoán ngày sinh con dựa trên ngày thấy kinh lần cuối của mẹ. Và nhiều tính năng khác sẽ được cập nhật trong các phiên bản tiếp theo. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Cài đặt ứng dụng qua mã QR code trong clip hoặc như hướng dẫn trong clip. Website happylife.dvms.vn. Fanpage happylife.dvms.